Xin chào quý vị và bà con nông dân. Nắng nóng gay gắt đã kéo dài hơn chục ngày nay tại Trung Bộ và vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngay từ sớm, nắng đã lên chói chang, kèm theo cái nóng bỏng rát bao trùm suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, với nhiệt độ lên tới 36 cho đến 39 độ. Nhiệt độ tại một số nơi như Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, mức nhiệt còn cao hơn là 39 độ. Tình trạng này sẽ duy trì trong những ngày tới, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Là một trong những khu vực có nắng nóng gay gắt, những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát sinh nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng, nhất là ở những diện tích rừng thông, rừng trồng. Cụ thể, 7 vụ cháy rừng ở một số nơi như tiểu khu 69, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, xã Thượng Lộ và Thượng Nhật, huyện Nam Đông, xã Thủy Bằng, phường An Tây, thành phố Huế, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền và ở khu vực lòng hồ thủy điện Hương Điền. Hiện cơ quan chức năng chưa thống kê được mức độ thiệt hại. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Kiểm tra hiện trường một số vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý, thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, chính quyền địa phương và các lực lượng phải tiếp tục phân công, cắt cử nhân lực trực gác và tập trung làm nguội tất cả các vùng đã cháy để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trái ngược với nắng nóng tại Trung Bộ, miền Bắc hôm nay trời đã dịu mát hơn hẳn. Do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với gió Tây trên cao nên tối và đêm nay, mưa rông xuất hiện ở vùng núi, sau đó lan rộng ra toàn khu vực. Nhiệt độ vì thế mà giảm hẳn, thấp nhất hôm nay chỉ từ 25 cho đến 27 độ. Dự báo mưa sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 11 tháng 8. Bà con đang sinh sống tại các tỉnh vùng núi cần phải đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khép lại bản hôm nay sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ của thành phố trong chiều và tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.